Nhìn đéo với tao đi chứ. Nhìn đéo với tao đi. Nhìn đéo với tao đi chứ. Nhìn đéo với tao đi. Mày đi ra. Mày đi ra. Ôi thằng lồn nè. Mày đang trêu tao phải không? Mày đang nhựa. Ôi thằng lồn nè. Mày trêu tao. Ôi thằng lồn nè. Mày đang trêu tao phải không? Mày đang nhựa. Ô thằng lô nó đi kia mà chưa ra. Tôi không đi ra nấu cơm nhưng mà đứng đây làm gì? Cháu đang kiếm tiền. Cho gì đây? Làm ngay 1 triệu ạ. Quy góc này cháu đang kiếm tiền mà ơi. Cho gì đây? Cho AV68 nhá. À tiền luôn là giới thiệu cho mọi người và vợ luôn này. Đây là con game AV68 nhá, anh cổng kiếm nước ngoài, đối với tính 100% luôn. Chơi không nó không phải bị bạo các thứ nha mọi người nhá. Đấy, bây giờ bắn luôn này. Đây là. Mọi người ạ, thì mình nói chung là kiếm được tiền từ con game này rất chi là nhiều đó mọi người ạ. Đấy, và con mụ vợ mình nó hay xin mình tiền mua quần áo thì mình lấy tiền từ chủ game mình, giúp mình đấy mọi người. Ôi, lại lỗ rồi. Thì đây ra giới thiệu luôn cho vợ với mọi người này. À, ngoan lắm nha. Đấy, thì đây cổng giao diện chính này, rất nhiều trò nha, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, gồm nhiều trò, 3 trò, 3 cái thì sử dụng đĩa này, đấy, rất nhiều luôn nha. Đấy, thì ngoài ra là muốn nhận tiền vào đây thì có thể vào đây nhận sự kiện này. Đấy, báo danh nha, báo danh là xin trả tiền con này đấy. Cây tiền xem nào. Cây tiền á, đấy, rồi. Thì thích cây tiền, thấy tiền là sáng hết mắt lên này. Đấy, cây tiền thì chơi game để tích nhiều chặt cây nhá. Đấy, nhận rồi, nhận rồi mọi người. Ba đồng đấy. Đấy, có vòng bay nữa đấy, vòng bay thì là đồng, đấy, kim cương. Và kim cương thì sẽ theo số điểm mọi người chơi game đấy mọi người. Anh chị em, anh chị em cách rút tiền thế nào? Thì rút tiền á, thế tiền là hám đấy nhỉ, thì phải lạp tiền mà chơi mới rút được, phải không? Lạp tiền mà chơi, chơi thắng thì sẽ rút. Đấy, lạp tiền này, đấy, lạp tiền này còn lạp xuất tốc nhất, phải cảm ơn mây này, lơ mây này, lơ mây kiểu kinh, kiểu kinh, rất nhiều quả lạp nhá, đấy, có thể vào đây này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đây hướng dẫn rút tiền này, đây phần đổi thưởng nhá, đúng rồi đây. Đấy, chưa tính kết rồi thì chỉ cần dòng tích thôi, còn chưa tính kết thì tính kết tài khoản này, kết được tiền ngân hàng, đấy, vân vân đấy. Đấy, thì tổng số tiền muốn rút nhá, rồi rút đây này, đấy. Tí nữa thì tôi thì hôm nay nấu cơm hộ nhá, tí rút cho. Tí cho 500, tí cho 500 thôi. Ờ thế nhá, tí để cho tiếp tí nặng nhá. Tí cho nhá nhá. Ờ thì mọi người muốn tải thì mình sẽ để link tải phần mô tả và bình luận nhá mọi người nhá. Hello anh em nhá, mình Hiếu Khải nhá anh em ạ. Em thì lại đến với tiếp tục là series chôn ui hồi. Ôi trời ơi. Tưởng ông anh ạ. Series nhảy giọng của mình anh em. Đấy thì theo như yêu cầu của anh em fan đó anh em. Thì hôm nay mình sẽ lên nghe clip là chôn Hoàng Dũng anh ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình nhảy con nạn Hoàng Dũng nha anh em. Đấy, bởi vì là mọi người comment rất chi là nhiều bảo chôn Hoàng Dũng xong rồi đến Vịnh. Thì hôm nay mình sẽ làm Hoàng Dũng xong, Vịnh thì đi đâu ấy. Mình tiện định là chôn luôn cả Vịnh nhưng mà Vịnh đi đâu ấy mình ạ. Không biết đi đâu rồi. Từ đến giờ hôm tới kia con nạn Hoàng Dũng đang vần vần ô tô ấy anh em ạ. Này, kia kìa. Kia quay nhà tôi nhiều, kia đấy làm gì anh em đấy, anh em thì bây giờ mình sẽ vào việc luôn với anh em nhé, anh em nhé. Đấy anh em ơi, lâu lắm không rồi, lại dây dưa này các bạn nhé. Đấy đây à, anh mới bóc con biển này đúng không? Ra gì đấy luôn nhở, ra biển này đấy luôn là biển này có nghĩa là gì đấy anh nhỉ? À biển này là gì đấy? Lộc không thất phát tài. Lộc không thất phát tài. Phải. Nhưng mà cũng bảo cốp ra làm gì? Tư bảo lại mất dạy. Anh đứng gần theo như em dịch là như này. Đây là 6 thằng đi. Không lần tai nạn. Ừ, không là tai nạn luôn. Nhưng mà là 7 thằng chết. Khi đi rượu. Là anh cũng chết 7 thằng. Ờ, 8 thằng khiêng, 3 nén nhang, lòng tưởng nhớ. Vỗ tay. Đấy, thì là Trương Tùng hỏi là anh đi qua này là anh phải húp chết bằng 7 thằng. Đấy. Đi thiệt. Đi quả lay, quả biển lay nè. Quả biển lay là lộc không thất, phát tài. Ừ. Nghe hiểu không? Anh ạ, thì đây quả là quả biển mua rơi khoảng tầm 50 triệu. Đây là quả biển là không lộc không thất phát tài ấy. Quả biển này mình mua rơi vào tầm 50 triệu. Nhưng mà anh ơi, theo em thì con này là sẽ đổi thành con 5 này hay hơn này. 5. Đấy. À không à. Đấy, thế phải hay hơn không? Đi lé, anh đi bốc anh lé năm 3 rồi. Anh đi bốc anh lé năm 3 rồi. Thank you.
Chết cha bây giờ. Nhìn đéo với tao thì gì à? 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 Tự nhiên đang nói chuyện, tự nhiên nó đứng im một chỗ. Đang nói chuyện nó đứng im một chỗ rồi. Nhìn trêu tao rồi. Nhìn trêu tao rồi. Nhưng mày thấy anh bốc quả biển này ok không? Nhưng mày thấy anh bốc quả biển này ok không? Mày đi ra. Mày đi vào, tao ở trong, tao ở ngoài. Vào đi. Ở đây. Sáu thằng đi không là đâm, bảy thằng chết.
8 thằng. Tao không nhờ mày dịch biển nhá. Mày ra mày dịch biển lên thiên gì ấy? Gọi Phúc Tử Vi vào đây. Dịch cho anh con biển. 60783. 60783. Đâu rồi? Đi ngủ. Thì anh mở ra, anh còn để quên vợ ở ngoài này. Oh my god. Quên vợ ở ngoài này. Mở ra, quên vợ này con kia. Không hề. Đây. Cười con chim, ê cười con chim. Em ạ, thì đây là xe. Đây là một cái xe gọi là và xe có tiền của mình đấy anh ạ. Đấy thì mà quân là nó giữ các con dao rồi mình anh ạ, cuốn lại. Đấy là cái loại chó má anh ạ. Đấy thì em ơi, thì clip của mình đến đây rồi nha anh em nhá. Anh em làm mà muốn mình làm series cho gì tiếp thì anh em mình có thể comment vào phía dưới nha mọi người nhá. Ok, bye bye anh em nhá. Mệt quá.